kết thúc cuộc họp Đại hội đồng IPU 132 tin từ Hà Nội. Chiều ngày 1 tháng 4, các đại biểu của IPU 132 đã chính thức thông qua bản tuyên bố Hà Nội. Chủ đề thảo luận chung của IPU 132 là các mục tiêu phát triển vững chắc, biến lời nói thành hành động. Các đại biểu đã đóng góp tích cực, thảo luận sôi nổi, thẳng thắn về chủ đề này và cho các văn kiện quan trọng khác của IPU 132. Tất cả 4 nghị quyết quan trọng được thông qua, gồm chiến tranh thông tin điện tử là mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh quốc tế, định hình cơ chế mới về quản trị nguồn nước, luật pháp quốc tế đối với chủ quyền quốc gia, hợp tác nghị viện chống lại phiến quân quốc gia Hồi giáo và nhóm khủng bố Boko Haram. Chủ tịch IPU Sabir Chowdhury nói rằng những nội dung thảo luận trong những ngày qua đã đáp ứng được kỳ vọng của các đại biểu. Người dân được đặt vào trung tâm biến lời nói thành hành động. IPU sẽ trình văn kiện này lên Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc vào tháng 9 năm nay. Trở về nước sau IPU 132, mỗi nghị viện sẽ có những giải pháp để thực hiện tốt hơn các cam kết tại hội nghị Hà Nội. Trả lời câu hỏi của phóng viên về một đề tài được đông đảo nghị viện thảo luận tại IPU 132 là những thách thức đối với hòa bình và an ninh khu vực, nhất là tranh chấp về vai trò biển đảo. Chủ tịch IPU Sabir Chowdhury cho biết, IPU tôn trọng khái niệm về chủ quyền quốc gia, quyền tự quyết của các dân tộc. Các quốc gia không nên can thiệp vào các công việc nội bộ của các quốc gia khác. Đó là những nguyên tắc của IPU. Cuộc họp của IPU tại Hà Nội đã không được dân chúng Việt Nam hoan nghênh vì thực chất Quốc hội Cộng sản Việt Nam chỉ là một quốc hội bù nhìn, dân biểu không phải là người do dân chúng chọn lựa bầu lên.